cô chú anh chị có nhìn ra căn nhà xưa của mình hay không? À, và ngày hôm nay chúng ta lại có dịp lang thang đến cung đường này. Và nhà này nằm ở giữa hai cái hẻm. À, và đây cũng là một cái hẻm nữa nè. Và những cái hẻm này đa phần là người Hoa sinh sống, cộng đồng người Hoa rất là nhiều ở đây. Và bên kia cái view của nhà chúng ta nhìn qua bên kia không còn như ngày xưa nữa, bây giờ là một cái đại lộ và một cái công viên rồi. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc bà con ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là bến Hàm Tử, và thẳng hướng camera đó là con kênh Tà Hủ năm xưa. Và chúng ta sẽ theo con kênh này, mình sẽ đi thẳng đến kênh lò gốm, kênh ruột ngựa ha. Và bên cánh trái là khu vực quận 8. Và ba cái cụm chung cư đó, hôm qua chúng ta có đi ngang cái chợ lao động đó, đó là bên cung đường Nguyễn Duy, chợ Hưng Phú. Và Sài Gòn bây giờ là hơn 5 giờ chiều ngày 26, và chúng ta nhìn bên đây thì trời hơi tối. Và nhánh bên đây là quận 5 và chợ Hòa Bình. Và ngày hôm nay nhân một chuyến đi làm về sớm, dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang rảo bước trên cung đường bến Hàm Tử, và chúng ta cùng ngắm lại khu xóm ngày xưa. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ nhìn thấy đó là bệnh viện Chợ Quán nè. Bệnh viện Chợ Quán đi về hướng quận 1, hầm Thủ Thiêm. Và ngày hôm nay bến Hàm Tử chúng ta thay đổi rất là nhiều. Và mình nhìn thấy một cái cảnh quan rất là khác ngày xưa. Ngày xưa thì có cảnh trên bến dưới thuyền, rồi những cái dãy nhà ven sông. Và bây giờ hình ảnh đó đã không còn, đổi lại một cái bờ kè, cái công viên rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta thấy đang hoàng hôn. Rồi hành trình hôm nay mời bà con cùng lang thang trên cung đường Bến Hàm Tử để đi ngang cái căn nhà đó là 378-380 Bến Hàm Tử ngày xưa. Và hôm bữa chúng ta có đi ngang cái nhà số 324 rồi. Bây giờ mình sẽ đi ngang nhà 380 ha. Nãy mình nhìn xong rồi đúng không? Bây giờ mình nhìn đường nè, rất là thay đổi luôn. Sài Gòn đang chuẩn bị lên đèn. Con đường Bến Hàm Tử ngày nay rất là đẹp. Và chúng ta đang đi trên cái cầu vượt. Cái cầu vượt nối liền từ quận 5 sang quận 8. Mình nhìn lại cái cầu vượt ngày hôm nay ha. Không biết ngày xưa thì có cái cầu vượt này hay không. Và ngày nay chúng ta có cái cầu vượt rất là thuận lợi, thuận tiện để bà con đi qua lại giữa hai bên. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống đường. Ở đây có một cái cầu thang bộ. Mình sẽ đi xuống. Sài Gòn bây giờ cũng hơn 5 giờ mà trời rất là tối. Tháng 5 chưa nằm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối. Và hôm nay là tháng gần đến tháng 10 rồi, sắp đến Halloween nữa rồi. Và mình nhìn bên đây chợ cá Đạo Tấn nè ha. Hôm bữa chúng ta có đi ngang rồi đó, và hôm nay mình có dịp nhìn lại. Và mình sẽ đi nhanh thôi, để thôi là
trời tối chúng ta không nhìn thấy căn nhà này, thấy không rõ. Với lại đi ngược hướng mặt trời nữa, nên thành ra hình ảnh của nó hơi bị phản xạ tối tối. Em đang đi trên cái hành lang của cái bãi cỏ, và ở đây không có cái vạch qua đường mà xe chạy thì nhiều nữa, nên thành ra chúng ta đi để đợi vắng xe mình qua đường. Hôm bữa thì cái cung đường đoạn này em có đi ngang rồi nè, các anh chị các bạn có thể nhìn lại ha. Còn nữa chúng ta nhìn lại cái xóm than đá ngày nào và ngày hôm nay đã không còn, chỉ còn lại một vài hộ kinh doanh lẻ tẻ. Mình đợi vắng xe chúng ta qua đường nha. Ở đây xe cộ lưu thông rất là tấp nập. Đây mình là cái chung cư đầu đường Đào Tấn. Luồng xe đã hết. Và cái nhà 378, 380 thì rất là lớn, nhà đôi. Và cái nhà này em cũng có đi ngang đôi ba lần rồi, nhưng mà lúc đó chưa có tiếp nhận cái comment. Và hôm nay chúng ta cùng lang thang sau những cái comment của cô chú anh chị. Cái nhà 324 làm cửa nhôm nè. Và mới kế đến là 322 rồi 326, 328, 330. Nhà 330 làm xe hơi. Và những cái video này có được nhờ những cái comment của cô chú anh chị. Nên thông qua những video em xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Vinh Lâm TV trong một suốt chặng đường hơn 2 năm vừa qua. Và những cái video này nếu các anh chị các bạn ở xa đó, nếu mà chưa có dịp biết đến bến Hàm Tử như thế nào thì chúng ta có thể nhìn qua video này. Và đường này là đường Trần Tuấn Khải ngày nay, cũng là Nguyễn Quỳnh Đức ngày xưa. Khu này là khu chợ Hòa Bình, khu chợ cá là đoạn này. Nhân đây thì cũng gửi đến tất cả các anh chị, nếu mà các anh chị ở tỉnh xa này, nếu mà có con em đi học ở thành thị ở Sài Gòn này, ở trọ những cái khu như thế này thì những hình ảnh này sẽ dễ dàng cho các anh chị hình dung được cái khu xóm Hàm Tử. Và đối với cái đoạn này thì có rất là nhiều cửa hàng bán đá cẩm thạch đó, rất là nhiều luôn. Đoạn An Bình, và đây là số cũ 374 nè. Nhà 374 và số mới là 892 này. Và cái bên có một con hẻm, đó là hẻm 376. Và cái bên là 378, 380 bán rất là nhiều những cái hộp đá. 378 nè, 380, nhà rất là lớn. Thạch đá nâu lượng. Với cô chú anh chị có nhìn ra cái nhà xưa của mình hay không? Và ngày hôm nay chúng ta lại có dịp lang thang đến cung đường này. Và nhà này nằm ở giữa hai cái hẻm,
và đây cũng là một cái hẻm nữa nè. Và những cái hẻm này đa phần là người Hoa sinh sống, cộng đồng người Hoa rất là nhiều ở đây. Và bên kia cái view của nhà chúng ta nhìn qua bên kia không còn như ngày xưa nữa, bây giờ là một cái đại lộ và một cái công viên rồi. Đó có lẽ cô chú anh chị nhìn không ra đâu ha. Ngày xưa cái đoạn này đường rất là gồ ghề, mưa xuống là sình lầy, rồi tối lắm, trời tối thì không thấy luôn, bán cừ tràm than đá, rồi nói chung cung đường rất là nhỏ. Ở đây có một cái trạm xăng. Rồi ngày hôm nay một cái diện mạo mới, con đường đã thay đổi hoàn toàn, nhưng mà những ngành hàng đâu đó vẫn còn. Ngày xưa thì đoạn này nổi tiếng than đá, với lại đường An Bình thì nổi tiếng về những cái loại đá cẩm thạch. Và bây giờ ở đây có cái số là 900 mấy rồi. Mà ở đây ngày xưa không biết, không nhớ là cái gì, nhưng mà bây giờ chắc chuẩn bị thành một cái building mới rồi nè. Ngày xưa là 402 Hàm Tử, bây giờ là 926 Hàm Tử. Công trình, một đại công trình ở đây. Chúng ta dòm vô thử nha. Đang làm móng, khu vực đang làm móng. Rồi chúng ta nhìn lại cung đường bến Hàm Tử ngày hôm nay. Thôi thỉnh thoảng mình lại view qua bên kia đường. Và bên kia đó là một cái trường bên đường Hưng Phú. Không biết ngày xưa là tên gì, nhưng mà ngày nay thì tên là Lý Thành. Trường Lý Thành ở đường Hưng Phú. Cái nhà lớn lớn bên kia đó, bên sông. Và nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nè. Bến Hàm Tử ngày nay, đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ rất là lớn, nối từ Đông Sài Gòn đến Tây Sài Gòn. Và đến đây chắc video cũng xin tạm dừng, tại vì cung đường này cũng ngắn thôi. Chúng ta sẽ xíu nữa mình sẽ gặp nhau ở cung đường Quỳnh Mẫn Đạt ha, để xem con đường Quỳnh Mẫn Đạt về đêm như thế nào. Và nơi đây là giao lộ của An Bình và bến Hàm Tử ngày xưa, cũng là Võ Văn Kiệt ngày nay. Ở đây thấy có hẻm, thường những hẻm ở đây thì nhà cây gác gỗ thôi. Shop tiện lợi. Rất là nhiều cửa hàng làm bán đá cẩm thạch. Đây có rất là nhiều loại, rất là nhiều giá, giá sỉ, giá lẻ, rồi các loại đá nó khác nhau, đá màu này đá màu kia, phân loại ra loại lớn loại nhỏ nữa. Và chúng ta đến đây là cung đường An Bình đây nè. Mình nhìn lại cái bến Hàm Tử ngày hôm nay, và thẳng hướng này chúng ta sẽ đi đến một đoạn nữa, đó là cầu Nguyễn Tri Phương, Đại Thế Giới, khoảng chừng vài trăm mét nữa thôi. Và cái chung cư cao cao bên kia là bên đường Hưng Phú, bên quận 8 đó.
chiều rồi nên thành ra có mấy cửa hàng người ta đóng cửa hết rồi. Ngọn đại lớn quá nè. Và cung đường An Bình buổi chiều tà, chúng ta cùng lang thang. Và video ngày hôm nay xin tạm dừng. Và đây chúng ta đang trước mặt ở nhà thờ Thánh Giêsu. Cầu chúc cho cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng mạnh khỏe, an lành, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mình đi tới tí nữa thì có cái hãng nước đá, bữa tối quá mình nhìn không ra nè, và ngày nay chúng ta có dịp nhìn lại. Hãng nước đá là một cái nhà rất là xưa. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn bà con đã luôn nhiệt tình ủng hộ một số hình ảnh ở cung đường Bến Hàm Tử và căn nhà 378-380 gửi cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.